chương 165 Cô phi âm cũng không nghĩ tới chân bách ngọc chính là mạc gia thôn Thay đổi như vậy khiến đầu óc cô suýt chút nữa không xoay kịp Cô nhớ rõ, cô ngủ một giấc bị đói tỉnh, sau đó ra khỏi mộ đi tìm con lệ quỷ ăn Đang ăn thì vài đạo thiên lôi liền oánh xuống Cô bị đánh thỉnh người luôn Tuy rằng nói thế giới bên ngoài biến hóa có hơi lớn chút Nhưng cô chưa từng nghĩ tới mạc gia thôn núi mạc sơn của cô sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy Rõ ràng chỉ là một cái thôn nho nhỏ Giờ lại biến thành trấn lớn như vậy Khiến cô hoàn toàn không nhận ra nổi Chẳng lẽ cô bị xét đánh một cái Không những biến thành người Trung gian còn đi qua quãng thời gian rất dài rất dài nữa hả Tuy rằng trước đây cô cũng từng suy đoán như vậy Dù sao thế giới lúc này biến hóa thật sự rất lớn Nhưng thật sự cô vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi Ông trời chó má này sao lại dày vò quỷ như vậy chứ Đời trước cô đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp chứ hả hay là trong số quỷ bị cô ăn có thần thích của ông ta kẻ có quan hệ đúng là lợi hại mà họ chàng suýt nữa thì khóc lại để hắn thuận lợi tìm ra mạc gia thôn như vậy hắn không nghĩ tới trấn bạch ngọc lại chính là mạc gia thôn không phải mới qua vài chục năm thôi sao mạc gia thôn này phát triển không khỏi là cũng quá nhanh đi này cũng không tốt lắm đâu tìm được mạc gia thôn hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng mà hắn vẫn chưa có hồi phục hồn lực xem ra hắn không trốn thoát vận mệnh vì thảm bị cô gái tóc dài này bán đi lấy tiền rồi Nghĩ như thế họ trang càng thêm bi thương cúi đầu dáng vẻ âm trầm thê thảm không thôi Oan khí tỏa ra bốn phía Huyết lệ chảy lênh láng đầy đất Hắn che lại khuôn mặt tuấn tú khóc hù hù Khiến đám quỷ nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương Đương nhiên Cố phi âm không cảm thấy hắn đáng thương bao nhiêu Đạp cho mấy phát Rột cuộc cũng được an tĩnh Quả nhiên Cô gái đóc dài tuyệt tình lãnh khốc trừ ăn cùng tiền ra Không có gì có thể lay động Đám cô hồn dã quỷ nhìn họ trang thê thảm như thế, nhịn không được lại dùng mình một cái. Ông Dư cũng run rẩy, rốt cuộc vẫn là rất kích động. Hưng chí bừng bừng mời cố vi âm cùng mấy đứa cô hồn dã quỷ ngày mai đến uống rượu. Chủ yếu là muốn cảm ơn các cô. Nếu không có các cô ở bên cửa sổ dọa cho cùng từ từ gần chết, tôi cũng không dễ làm xong như vậy. Không biết mối thù này của tôi đến bao giờ mới có thể báo. Uống rượu? Mấy tên cô hồn dã quỷ đều hưng phấn muốn chết. Rượu ai chẳng muốn uống chứ? Chỉ cần nghĩ đến có nhiều rượu hoa quả như vậy, nước miếng đều chảy xuống. Lúc này liên mồm nhận lời, đến chứ đến chứ, chúng tôi nhất định sẽ đến mà. Wow, không nghĩ tới còn có được chuyện tốt như vậy luôn. Đã lâu lắm rồi tôi không vớ được miếng thịt ngụm rượu nào. Ăn Tết cậu ngay cả một ngụm thịt cũng không cướp được sao? Cậu lăn lộn ở đây cũng kém quá đi. Ai à, cũng không thể trách tôi, năm rồi còn có thể cướp được chút chút. Năm này không biết từ nơi nào chui ra một con quỷ rất là lợi hại Bao nhiêu con quỷ nhỏ đều bị hắn bắt lại Một khi phát hiện có tế phẩm xuất hiện Bọn họ liên kết thành đội hành động Mấy kẻ không có tổ chức như tôi Muốn cướp được một ngụm cũng rất khó khăn Vậy cậu cũng gia nhập cùng bọn họ là được rồi Cậu bị ngu à Này tôi là người tự do đấy Sao có thể vì vài ngụm thịt mà khom lưng chứ Ồ Bên này đang nói hăng say Bên kia ông Dư lại hỏi cố đại sư Đại sư, Cô có tới không? Cô tới đi, tôi cũng không có cái gì để cảm ơn cô, chỉ có thể mời cô ăn bữa cơm. Cô phi âm đương nhiên nói, đến chứ. Mộ muốn tìm, rượu cũng phải uống, không ăn no thì làm gì có sức lực mà đi tìm mộ chứ. Lại nói hiện tại Mạc Gia Thôn đã tìm được, như vậy ngọn núi phía sau kia hẳn chính là Mạc Sơn, chỉ là biến đổi quá lớn, hoàn toàn không nhận ra được. Huống chi trên núi còn xây cái gì chùa Bạch Ngọc, mộ của cô sẽ không bị đào đi đấy chứ. Cô nhịn không được dùng mình một cái Lo lắng không thôi Nếu như bị đào Trong bụng của cô còn nhiều bà bối như vậy Nói gì cũng phải tìm trở về Có điều hiện tại sắc trời cũng đã tối Tối đen như mực Nhìn cái gì cũng không tiện Cô vẫn là về khách sạn ngủ trước Chờ hừng đông rồi lại nói sau Dù sao bây giờ cô đã là người Ngủ muộn liền dễ dàng có nếp nhăn Không giống như lúc cô còn là quỷ Không những không cần đi ngủ Cho dù trải qua trăm ngàn năm cô cũng không có nếp nhăn còn đẹp chắn, làm người thật là gian nan mà. Cô bước từng bước nhỏ mù mờ trở về, lật cái tay nhỏ, dắt theo tên họ trang, giặc mặt trắng nhợt, thoạt nhìn càng thêm âm trầm không dễ chọc. Đi không bao xa, phía trước liền có hai ba người đàn ông uống đến say khướt đi tới, bọn họ kề vai sát cánh, hì hà cười nháo, chầm miệng hút thuốc, thoạt nhìn không khác gì đám du côn lưu manh ven đường, còn chưa tới gần, đã ngửi thấy mùi thuốc xen với hơi rượu nồng nặc. Cô cũng không để ý, nhưng là tên đàn ông cao lớn đâm đầu đi tới kia Nhìn về phía cô xem xét một chút Bỗng run lên Lào đảo một cái suýt chút nữa thì ngã sấp mặt Còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ Tập trung nhìn kỹ lại Phát hiện chỉ là một cô gái rũ mái tóc dài cúi đầu đi tới Trong tay cô chống một cây gậy gỗ Nhiều nhau đôi mắt như thể người mù đang cố gắng nhìn đường vậy Còn cái bóng dưới chân cô bị đèn đường kéo ra Vừa thấy liền biết là người chứ không phải quỷ Chỉ là khi chất có chút khó coi Âm u lại trầm mặc Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước chỉ vào khuôn mặt cô gái tóc dài, giữ tợn nói. Cái đồ xấu xí kia lớn lên xấu xí đã đành, buổi tối lại còn đi ra ngoài dọa người chính là lỗi của cô rồi. Lão tử nếu mà bị cô dọa chết hết hồn, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hai người đàn ông bên cạnh hắn ta cũng nhìn sang, không chỉ không ngăn hắn lại, mà còn học theo hắn dùng sắc mặt không tốt nhìn về phía cố vi âm. Còn đàn bà này là sao đây? Đã tội anh tráng của chúng ta rồi còn không nhanh chóng xin lỗi. Giải thích hẳn hoi, không chừng chúng ta còn có thể tha cho cô. Về sau nhìn thấy chúng ta thì đi đường vòng, nếu không cho cô biết tay. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi anh tráng như chúng ta mong Mấy tên đàn ông nói nhiều như vậy, lại chỉ thấy cô gái tóc dài như thể không nghe thấy, vẫn như cũ chậm gì gì đi tới, ngay cả tần suất đầu tóc dài lắc lư cũng không thay đổi chút nào. Lúc này xem như đã chọc vài tổ ong vò vẽ, quả thực là không đem bọn họ để vào mắt mà. Nhưng quả thật, cô phi ông lúc này cũng không biết mấy người này là đang nói chuyện với mình dù sao cô cũng không gắn được mình với hai từ xấu xí cô cảm thấy chính mình lớn lên còn khá dễ nhìn mũi ra mũi mắt ra mắt hai má trắng đến mức không cần đánh phấn tóc đen vừa dài vừa thẳng mọc dày nhưng vào nếp còn giữ ấm gió thổi qua liền bay bay rất là phong cách xã hội hiện đại bây giờ phổ biến hói đầu ai mà chẳng hâm mộ chứ cô chính là chiếm ưu thế lớn mặc dù rất lãng phí giờ gội đầu nhưng lãng phí rất đáng giá cho nên cô xấu xí chỗ nào chứ tuy rằng không dễ nhìn như minh tinh trong tivi nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là mỹ nữ đi bởi thế cố phi âm đương nhiên liền không cảm thấy cô gái xấu xí trong miệng mấy anh bạn này là chỉ mình cô chống gậy gỗ chậm gì gì đi trở về trong lòng còn suy tư xem ngày mai nếu như còn không tìm thấy ngôi mộ kia liền phải đi tìm đám cô hồn dã quỷ đến giúp đỡ dù sao kỳ nghỉ đông của cô cũng sắp hết rồi phải trở về đi làm Cô không chút bị ảnh hưởng Cứ chuyên tâm đi Căn bản không quan tâm đến mấy anh bạn kia Cứ như vậy trực tiếp chọc giận Ba tên say rượu phía trước kia Bọn họ nhận ra là bị xem thường Không chờ được khóc lóc cầu xin tha thứ Ngược lại còn bị xem thường Không còn mặt mũi, mặt mặt đến tận đâu rồi chứ Anh Tráng Anh xem làm như thế nào Cô gái này rất không biết điều Đúng thế, dạy dỗ cô ta một trận Cho cô ta mở mắt ra xem chúng ta lợi hại như thế nào đi Sắc mặt anh tráng sầm xuống, tiến lên định dùng một bàn tay đạp cho cô gái tóc dài ngã lăn. Cho cô một chút giáo huấn, lại không nghĩ đến một bàn tay này của hắn vông ra, không những không đánh tới cô gái tóc dài, ngược lại còn là một bàn tay đánh vào không khí. Cùng cô gái tóc dài còn cách một khoảng bằng bàn tay, dục cảm dưới tay lại lạnh như băng, cứng rắn, giống như là một tảng đá vậy. Anh tráng đần người trong chốc lát. Đây là chuyện gì hả? Cho dù hắn chưa từng đọc sách, cũng biết là không khí là thứ không sở được. Chẳng lẽ lúc này còn được gặp tường không khí nữa chắc Cũng không hẳn là chơi trò chơi Hắn nhịn không được lại sờ soạn vài cái Hòn đá lạnh như băng Cứng rắn này Không đúng Hắn là sao như lại đụng phải cái thứ gì đó Rất giống cái mũi cùng cái miệng nhỉ Dưới tay hắn hình như là một cái đầu bự à, không 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 Khẳng định là hắn uống nhiều sinh ra ảo giác rồi Ngay khi hắn kinh hoàng không thôi Cái miệng dưới tay hắn đột nhiên mở ra Một ngụm cắn luôn bàn tay của hắn hàm răng sắc nhọn còn rắn chắc một ngụm liền cắn cho anh tráng đó thống khổ kêu to đặt mông ngồi sụp xuống đất liều mạng vùi tay chỉ cảm thấy bàn tay của mình sắp bị cắn đứt càng đáng sợ chính là trước mặt hắn rõ ràng là không khí làm sao lại sẽ chạy tới há miệng cắn người chứ cứu cứu mạng cứu mạng người là ai đừng có cắn tôi á à, đau quá nhanh buông tôi ra hai kẻ bên cạnh không đợi được tiếng cô gái khóc dài khóc giống cầu xin tha thứ ngược lại lại là anh tráng ca như thể phát điên mà lăn lộn trên mặt đất trong miệng còn nói linh tinh cũng bị dọa cho nhảy dựng lại thấy cực kỳ buồn cười nói anh tráng anh làm sao vậy anh tráng có phải anh uống đến ngu người rồi hay không ha <laughs> anh tráng nhìn lại biết anh uống say rồi nào có người cắn anh chứ căn bản là không có người nào 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 chúng ta đi quay video lại nào Hai tên đồng bạn nói mãi liền lấy điện thoại di động ra nhắm ngay anh Tráng còn đang lăn dưới đất khóc giống cầu xin tha thứ. Một bên ghi hình, một bên hi hi ha ha nói không ngừng, còn nói sáng mai liền đưa cho anh Tráng xem lại, còn muốn phát lên mạng để mọi người cùng xem cho vui. Say rượu say thành như vậy cũng không có ai đâu. Nhưng mà bọn họ nói mãi, liền thấy bàn tay anh Tráng vẫn luôn duỗi giữa không trung kia đột nhiên chảy ra màu máu đỏ tươi. Máu này thuận theo mu bàn tay chảy xuống, trực tiếp chảy vào trong ống tay áo anh Tráng làm ướt cả quần áo dính dơm nhớp dán trên người hắn anh tráng vốn đang lăn lộn trên mặt đất lúc này cũng mở to hai mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ vẻ mặt không dám tin đừng nói anh tráng sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng nước mắt rơi đầy mặt chính là hai tên ghi hình bên cạnh lúc này cũng nhận thấy được sự tình không thích hợp bọn họ nuốt một ngụm nước bọt Chăm chăm nhìn kỹ lại vừa nhìn liền phát hiện chỗ chảy máu kia thật sự giống như dấu răng bị người cắn ra vậy dấu răng hai người chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, không kìm lòng nổi. Sau lùi lại mấy bước, hoàng sợ trừng to mắt liếc nhau, nuốt một ngụm nước bọt nói. Chuyện, chuyện, chuyện xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, thế mà lại thật sự chảy máu. Còn mẹ nó, nơi đó rõ ràng không có người mà. Sẽ, sẽ, không phải có quỷ thật chứ. Đang nói, đột nhiên cảm giác bà vai mình bị người ta vỗ một cái. Hai người, cả người chấn động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, răng yến kẹo kẹt, cứng ngắt, xoay cổ quay đầu nhìn lại lại thấy phía sau không có một bóng người á à, cứu mạng có quỷ hai người không quan tâm co càng bỏ chạy hận không thể lập tức biến mất tại chỗ bọn họ một bên chạy một bên quay đầu lại trong tháng chốc nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc dài kia chậm gì gì đi xa mà bên cạnh cô gái tóc dài tựa hồ còn có vài bóng người mơ hồ một người đàn ông trong đó nghiêng đầu quay lại cường mặt trắng vạch cứng ngắc kia nhìn bọn hắn chằm chằm lộ ra một nụ cười quỷ dị Hắn thậm chí còn hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Mau tới đây, mau tới đây, mau tới đây. Hai tên lương manh biết chính mình gặp phải quỷ, sợ tên mức run lên té ngã trên đất, vội vã bò dậy lăn lóc chạy trốn. Lúc này lại còn có ai dám quay đầu nhìn thêm nữa, cũng chẳng có ai còn đi quan tâm anh tráng đáng ghét kia còn sống hay đã chết. Chạy là chạy, nhưng cũng một đêm không được yên ổn, không chỉ đem video ra xem, còn cứ nghĩ ngợi đến mấy bóng dáng kỳ quái kia. Cuối cùng, hai tên lương manh rất khoát đem video phát lên tia ba. Sự kiện thần quái nói bọn họ gặp được quỷ. Video này còn hot một phen trong phạm vi nhỏ. Dù sao người đàn ông trong video khóc đến thảm thiết, sợ té ra quần. Một bàn tay đột nhiên là chảy máu thật nhìn cũng rất có sắc thái thần bí, khiến không ít cư dân mạng sôi nổi bàn tán. Cả cậu trình diễn cũng ổn đấy, sao không đi làm diễn viên đi? cười, cười chết tôi! Vết thương kia các cậu hóa trang cũng không tệ lắm Không làm diễn viên liền làm nhân viên hóa trang luôn đi Đậu má cái video đáng sợ thế Tôi nhìn thấy có cái bóng người đàn ông luôn cắn tay người kia Bên cạnh hình như còn có vai bóng người mơ hồ đang đứng nữa kìa Tôi không nhìn lầm chứ Trên lầu là thị quân không giải thích Chủ boss Có phải các cậu làm chuyện xấu gì đó Mới rước lấy quỷ quái trả thù hay không Quỷ nếu thật muốn giết cậu Thì cắn tay cậu làm mẹ gì Bọn họ trực tiếp khẳng định là cắn đứt của các cậu luôn các cậu còn có cơ hội ở đây và đăng bài chắc Chính mình làm cái gì không tự ăn năn hối lỗi đi thôi Ông Vương chính là rất thông minh Không hề bị bề ngoài mê hoặc Còn quỷ kia cắn tay Không cắn cổ liền chứng tỏ không muốn cho hắn chết Không chừng chính là làm ra chuyện gì Đã chọc tới mấy con quỷ kia Lời này khiến hai tên lưu manh đăng bài hoảng sợ Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trêu chọc cô gái tóc dài kia sao Phải rồi lông cuối cùng chạy đi Bọn họ cũng nhìn thấy bên người cô gái tóc dài có vài bóng người như ẩn như hiện. Ngày kế, Tịnh Hành cùng Tịnh Không xuống núi một chuyến, Tịnh Không nói, người nhà họ Dư nói lão gia tử nhà bọn họ chết không nhắm mắt, hôm qua ban đêm còn trực tiếp từ trong quan tài bật người dậy, ánh mắt trợn lớn, dọa bọn họ sợ tới mức cả đêm không dám ngủ, cho nên mới muốn mời sư phụ đi siêu độ. Nhưng sư phụ nói, ông đã 89 tuổi, cần nghỉ ngơi thích hợp, không thể mệt nhọc nếu sinh bệnh còn phải tĩnh dưỡng ông không đi được để tịnh hành mang theo tịnh không hai huynh đệ cùng đi tịnh không tuổi còn nhỏ giống tịnh hành đều là đứa bé sư phụ nhật về từ đống rác cậu trời sinh tính tình nghịch ngợm lại đơn thuần không đủ trầm ổn lúc này cẩn thận đi theo phía sau sư huynh nghi hoặc nói sư huynh Huynh nói có phải là nhà họ dư có quỷ thật hay không? Nhưng đệ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp quỷ bao giờ. Vì sao sư huynh cùng sư phụ lại có thể nhìn thấy? tịnh hành mặt không đổi sắc thong dong chấn định nhìn đã biết chính là một tiểu hòa thượng nghiêm cẩn nói đi rồi khắc biết tịnh không ngoan ngoãn ồ một tiếng chuyện tịnh hành là đệ tử của vị sư chủ trì chùa bạch ngọc ở trấn bạch ngọc cũng không phải là bí mật gì người nhà họ dư nhìn thấy là tịnh hành mà không phải lão phương trượng tới ít nhiều cũng có chút thất vọng nhưng tịnh hành cũng không kém huống chi mấy năm nay muốn gặp lão phương trượng càng ngày càng khó cho nên bọn họ cũng không biểu hiện ra nhiều bất mãn, nhanh chóng mời hai vị Tịnh Hành Tịnh Không vào cửa. Dư lão tam khuôn mặt nặng nề, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần, sau đó khẩn trương nhỏ giọng nói: "Tiểu sư phụ, ba tôi quan tài ông ấy đột nhiên bị đánh nghiêng, ánh mắt cũng mở ra còn động động nữa chứ, là chính mắt tôi nhìn thấy, cậu nói có phải ba tôi chết không nhắm mắt hay không, vẫn còn hận tôi, nếu không phải tôi lấy còn độc phụ kia về nhà, ba tôi làm sao lại chết chứ?" Nói một hồi ông ta lại liền khóc hù hù Tịnh hành đi đến trước quan tài Hai tay tạo thành hình chữ thập Nhìn mấy con quỷ ngồi trên giàn tế Ông dư ngồi ở chính giữa Chỉ vào dư lão tam vẻ mặt chỉ tiếc Rèn sắt không thành thép Bên cạnh ông dư cũng ngồi mấy cô hồn dã quỷ Trong tay cầm một cái đùi gà lớn Trong đó còn có một cậu bé Lúc này cũng cầm cái đùi gà ngửi ngửi Vẻ mặt đầy hạnh phúc Ông dư cùng tịnh hành đối mắt Cô hồn dã quỷ tránh ở phía sau lưng ông dư nhau nhau Tôi, Chúng tôi là khách thật đó Nhận lời mời tới đây Không đoạt không trộm Cậu không được bắt chúng tôi đâu đó Đúng đó tiểu sư phụ Chúng tôi cũng không có làm chuyện gì xấu Tối hôm qua còn giúp lão sư dọa cung từ từ hiện rõ nguyên hình Chúng tôi cũng là quỷ tốt làm chuyện tốt đó Không có làm chuyện xấu đâu À tiểu sư phụ Em chỉ muốn ăn cái đùi gà Đã lâu lắm rồi em chưa được ăn đùi gà Anh đừng bắt em và mẹ em được không Tịnh không nhìn giàn tế nhỏ giọng nói Sư huynh, sao huynh lại đứng thử người ở đây nhìn thấy cái gì hay sao tịnh hành nhìn sức đệ một cái quay đầu hướng dư lão tam nói Thế chủ ông nếu có gì muốn nói liền nói ra đi cha của ông nghe thấy được dư tam sửng sốt thật thật hả tịnh hành gật đầu thật sự dư lão tam quỳ xuống đất khóc lớn trong miệng nhiều nhất vẫn là xin lỗi là hắn mất mù lấy sai người hại chết cha già trong nhà Dư lão đại cùng dư lão nhị cũng lại đây Tuy rằng cũng rất giận lão tam Nhưng dù sao cũng là anh em ruột Biết lão tam không có tâm tư xấu Sai cũng là ở cung tư tư Liền bất đắc dĩ khuyên vài câu Ông dư ngồi trên giàn tế Nhìn một màn này bất đắc dĩ nói Tiểu sư phụ Còn nhờ cậu nói cho đứa con không nên thân này của tôi Việc này không phải lỗi của nó Để nó cũng không cần quá mức tự trách Tịnh hành gật đầu nói Thí chủ nếu nguyện vọng còn lại đã xong thời gian tới liền đi tới nơi ông nên tới đi ông dư cứng ngắc gật đầu nói tôi hiểu mà có điều tôi còn nợ ân nhân của tôi một bữa cơm chờ tôi mời cô ăn cơm xong nguyện vọng cũng coi như xong tịnh hành nghi hoặc chớp mắt một cái nói ân nhân ông dư nói tiểu sư phụ yên tâm chúng tôi không hại người ba anh em nhà họ dư vừa nghe tịnh hành nói chuyện liền cả kinh nói Tiểu sư phụ, cậu đang nói chuyện cùng ai vậy? Có phải nói với chúng tôi hay không?" Tịnh Hành nói, "Các ông sắp có một vị khách quý đến thăm, các ông nợ cậu ấy một phần ân tình." Ba anh em nhà họ Dư càng kích động, ừ, "Khách quý? Khách quý nào vậy? Tiểu sư phụ, có phải cậu nhìn thấy cha già nhà chúng tôi hay không? Ông ấy trở lại rồi, ông ấy còn ở đây hay không? Chúng tôi có thể gặp ông ấy một lần hay không?" Dư lão tam suýt chút nữa thì ôm lấy Trần Tịnh Hành nói, Tiểu sư phụ van xin cậu Để tôi gặp ba tôi đi Tôi van xin cậu mà Tôi có rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ấy Tịnh hành nói Người và quỷ không cùng đường Thí chủ không nên cưỡng cầu Mặc cho anh anh em nhà họ dư khẩn cầu như thế nào Cũng không làm tịnh hành động dung một chút Tịnh không mộng mị đứng phía sau sư huynh Có chút nghi hoặc nghĩ Chẳng lẽ ông dư thật sự còn ở chỗ này sao Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn thấy Tịnh hành đi đến một bên Khoanh chân ngồi xuống đất một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ, nhắm hai mắt, trong miệng thầm niệm, niệm kim cương kinh, Tịnh Không thấy thế đi đến phía sau sư huynh, cũng nhìn mà học theo niệm kinh Phật. Kinh văn vừa niệm lên, mấy cô hồn dã quỷ lại không tốt, cầm đùi gà nhảy nhót, cảm giác hồn phách chính mình đều thăng hoa cả lên, chít chít kêu to, tôi cũng không muốn xuống địa giới mà, cô hồn dã quỷ giống tôi cống hiến gì cũng chưa làm, còn không có tiền, muốn đầu thai cũng phải chờ xếp hàng vài chục năm nghe nói địa giới rất chật mấy chục con quỷ phải chen chúc ở trên một cái giường chung không có lên về ngủ đầu đường hiện tại tuy tôi rất nghèo nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong cái sơn động khá lớn tôi không muốn đi địa giới cũng không muốn làm người làm quỷ tốt lắm làm người còn phải chịu khổ chịu tội làm quỷ tốt biết bao muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó mặc dù có biên giới hạn chế không thể xuất ngoại nhưng ở trong nước vẫn được đi lại thoải mái tôi cũng không muốn đi đâu vài con quỷ líu díu nói một trận khiến ông Dư nghe mà ngốc mắt. Không phải chứ, quỷ quái giới địa giới tràn ra sao? Cái đó thì không, khi còn sống chúng tôi chưa làm được người tốt chuyện gì. Sau khi chết cũng không nhận được chính sách ưu đãi gì cả, cứ như người bình thường chậm rãi xếp hàng thôi. Nhưng ông thì không giống, ông có người nhà lại có con trai, con gái, cháu chất, chết rồi có tiền còn có phòng ở. Nếu như con trai ông làm người tốt, làm nhiều chuyện tốt tích phúc cho ông, âm sai giới điện giới đối xử với ông đều sẽ lễ phép ba phần dù thế nào cũng được sống ngày lành tháng tốt chúng tôi thì thảm lắm cho nên tôi mới thích cô gái tóc dài như vậy mà cô ấy dựng căn nhà ma như vậy đem cho thuê tôi cũng rất muốn đi cô ấy cũng là làm chút chuyện tốt cho đám quỷ chúng ta ở cho đám cô hồn dã quỷ chúng ta ổn định nhà cửa nhưng là không nỡ rời khỏi quê hương ngẫm lại vẫn là thôi đi 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 nhanh lên đi kinh này niệm đến mức cũng khiến nã của tôi xoay như chóng chóng rồi này Vài con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài, ông Dư muốn đi lại đi không được, ông gõ gõ đầu bật đặc dĩ thở dài. Cố Phi Âm dậy sớm liền không thể chờ được mà đi lên đỉnh núi lượn vài vòng, đáng tiếc mấy năm nay ngọn núi biến hóa rất lớn, cô bị mù tìm gì khó tìm. Trên điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh cũng không phát hiện ra nơi nào quen thuộc, mà thấy cũng sắp giữa trưa, cô chuẩn bị đi tới nhà ông Dư ăn bữa cơm trưa nghe mấy cô hồn dã quỷ kia nói nhà này làm cỗ đám ma đặc biệt náo nhiệt láng giềng thân nhân bằng hữu đều đến bàn cỗ có thể đặt từ đầu thôn tới cuối thôn ở bên cạnh đặt mấy cái nồi làm xong thức ăn liền dọn ngay lên bàn đặc sản nhà quê có rất nhiều thịt cá cũng không ít đồ ăn phong phú đặt đầy cả cái bàn bọn họ cũng đã mấy năm rồi chưa được ăn bữa tiệc nào lớn như vậy lần này nếu không phải được ông giữ mời thì dù có muốn ăn cũng không ăn được Cố phi âm cũng bị bọn họ nói đến nóng lòng không thôi, nước miếng đều chảy đầy đất. Thấy thời gian cũng gần tới, liền dắt họ trang đi qua. Có điều cô mới vừa xuống núi không bao lâu, lúc đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên lại dẫm phải một người. Thật sự không trách cô mù, mà là người kia nằm ở giữa đường. Cô một cước đá qua, chính mình còn té ngã một cái. Á, à, một tiếng thét chói tai, ngã sấp mặt. Cũng may cô không đi làm cho nên không đeo răng giả, nếu không ngã một cái như này, giảng giả cũng bị rơi ra mất. Họ trang vui tươi hớn hở suýt cười hí hí ra tiếng, che miệng lại mới không làm lộ biểu tình thực sự của mình, nhìn chăm chăm người đàn ông nằm dạp trên mặt đất xem xét vài lần. Không biết vì sao, giờ khác này hắn đối diện người đàn ông này lại sinh ra vô hạn thiện ý. Hắn lật người đàn ông đó lại, vừa nhìn, lại là người quen, chính là tiểu hòa thượng từng mượn cô gái tóc dài 10 tệ kia. Cô phi âm cũng lại đây nhìn vài lượt Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chỗ băng bó vừa xanh, tím, vừa phù thủng còn đang chảy máu trên trán đối phương kia. May mà vẫn còn thở, chưa chết. Lúc này bị dẫm một phát, cuối cùng khôi phục lại một chút chi giác, mơ mơ mạng màng mở to mắt, liền nhìn thấy nữ thí chủ tóc dài ngồi sổm ở trước mặt, cúi gương mặt không đổi sắc nhìn mình. Nhìn thì cũng khá quen mắt, chính là người làm việc tốt còn cho cậu vay nợ kia, là người tốt. Thí chủ, đa tạ cô lại cứu tôi một lần nữa, Cố phi âm có chút nghi hoặc duỗi dài cổ nhìn mặt cậu ta Trừ bỏ cái chán được băng bó Lại chỉ thấy một khuôn mặt đầy mùn Cậu là Bẩn tăng chân độ Ngày đó trên cầu bên bờ sông kia Từng mượn cô mười tệ Ô là cậu hả Bây giờ cậu có thể trả tôi tiền sao ấy còn thật là không thể trả Ngày hôm qua sau khi xuất viện Cậu liền tới chùa Bạch Ngọc Ở chùa Bạch Ngọc tu chỉnh một chút Không chỉ đem áo cà sa bị rách may vá lại Còn thay một đôi giày vải khác Đôi giày vải lúc trước của cậu bị rách một cái lỗ lớn, đi vào còn lọt gió, lạnh hết cả chân. Đáng tiếc cậu lại không có tiền đổi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may ở chùa Bạch Ngọc có tăng hữu của sư phụ, giật là chiếu cố cậu. Hôm nay cậu vốn muốn đến thôn dưới chân núi đi lại, lại không ngờ dẫm bột một cái đền ngã sấp. Trước kia cậu cũng thường xuyên ngã, nhưng không bị ngã mạnh như thế bao giờ. Nhiều nhất là ngã bị thương nhẹ rồi lại bò lên mà thôi. Lần này không nghĩ tới lại ngã nặng tới vậy khiến cậu đầu váng mắt hoa trực tiếp hôn miệng bất tỉnh không đồng chết cậu may mà bây giờ đã tỉnh lại cậu sờ soạn băng gạc trên chán còn sưng khá to đụng một cái liền đau lúc này cậu thật nhìn chẳng khác gì còn kỳ lần một sừng cả họ, họ trang nhìn chằm chằm hòa thượng nghiêm túc này vài lần nghi hoặc nói đêm hôm đó người rớt xuống cống thoát nước kia có phải là cậu hay không tôi nói nhìn cái bóng người tối như mực kia có chút quen quen không nghĩ tới thật đúng là cậu Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như vậy Có phải cái bụng ông trời hay không? Chật chật Ai à, bị vận mệnh đều đã được định sẵn À gì đã Phật Thiện tài thiện tài Họ chàng trận trắng mắt Cô phi âm lại xem xét chân độ Hòa ra cậu cũng có thể nhìn thấy quỷ Họ chàng lúc này mới kịp phản ứng Vừa rồi lời hắn nói hình như bị chân độ nghe thấy Mẹ nói chứ Hòa thượng này thận không xứng chức Nhìn một con quỷ như nó bị cô gái tóc dài hung tàn này nô dịch như vậy mà cũng không nói một câu. Trần Độ nói, bẩn tăng trời sinh có mắt âm dương, từ bé liền nhìn thấy các loại chuyện kỳ quái. Cố phi âm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra tiểu hòa thượng này còn có chút đạo hạnh. Họ chàng thở phì phì, cậu thế mà lại có thể nhìn thấy, khẳng định cũng nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này nô dịch, một thân rách nát này của tôi đều là nhờ cô ta ban tặng. Cậu sao lại xem như không phát hiện ra chứ Trần Độ nói Tôi nhìn cậu tội nhiệt quấn thân Nữ thí chủ bắt cậu Khẳng định là không sai được Cái mẹ gì thế Nói người xuất gia tử bi hỉ xả cơ mà Nói thiên hạ chúng sinh đều ngang hàng cơ mà Cố phi âm nhanh chóng cho họ chàng hai đấm Ngay trước mặt cô Lại dám xui khiến hòa thượng tới bắt cô Giàn trái đáng giận cỡ nào chứ Hồn lực họ trang lén lút tu luyện Lại cũng suýt nữa bị đánh tan Hắn tức giận cắn răng góc sống Cắn môi hu 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 Đem hai kẻ lòng dạ đè tối này ra mắng một trận Hoa thượng kia lại càng không phải là người tốt Chân độ từ dưới đất bò lên Còn nhịn không được lung lay hai cái Thật thà thất thểu Đỡ lấy một gốc cây mới miễn cưỡng đứng thẳng Đứng xem mà cũng thấy hắn lau mồ hôi Cố phi âm nghĩ nghĩ Đem gậy gỗ trong tay cô đưa cho tiểu hòa thượng Cậu cầm đi Đi khám bác sĩ Băng bó lại cái chán một chút Đừng để ngã ngu người được Chân độ nhận gậy gỗ Cảm kích nói Đà tả ý tốt của thí chủ Cố phi âm khoát tay nói không khách khí Ngã đến ngu người thì sẽ không biết trả lại tiền Hai người một quỷ Còn cùng đi trên một đoạn đường Chân của chân độ còn chưa khỏi Chán lại thêm vết tương mới Một đường siêu siêu vẹo vẹo Đi ra đường lớn bên ngoài Tìm tiệm thuốc nhờ bác sĩ khám một chút Cậu cũng sợ, nếu không bôi thuốc, dựa theo trình độ xui xẻo này của cậu, vết thương nhỏ này rất có khả năng sẽ sinh mù tụ huyết phải phẫu thuật. Cuối cùng liên lụy đến dây thần kinh não của cậu, không chừng lại thành tiền ngốc thật. Cậu không dám mạo hiểm, Bôi thuốc vào mới coi như an tâm. Cũng may liên hệ được với sư phụ, còn làm phiền giúp trụ trì chùa Bạch Ngọc cho cậu tiền, nộp viện phí, nếu không bây giờ còn chẳng có tiền đi khám nữa. Chờ văng bó cái chán xong xuôi, lúc này cậu mới chống gậy tới nhà họ dư nghe sư thúc trong chùa bạch ngọc nói ông dư rất có thể là chết oan mà người chết oan lại có khả năng cực lớn hóa thành lệ quỷ quay về trả thù cười tịnh hành cùng tịnh không hai vị sư đệ đã đi cậu cũng chuẩn bị đi xem cả đường đi tới cậu không quên phải độ kiếp tự cứu mình cũng chưa quên dặn dò của sư phụ phải cứu vớt chúng sinh cả nhà ông dư hiện giờ rất là náo nhiệt ba anh em nhà họ dư vẫn luôn nhớ tới vị ân nhân tịnh hành từng nói tới kia đáng tiếc bọn họ cũng không biết đối phương là ai đừng nói tên ngay cả là nam hay là nữ béo hay gầy cao hay lùn đều không biết chỉ biết là người hữu duyên sẽ tự mình tìm tới cửa vợ dư lão nhị nói có thể là giả hay không cô ngậm miệng đi tịnh hành sư phụ làm sao lại nói lung tung được hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ tịnh hành sư phụ nhận định là đã nhìn thấy ba chúng ta bà của chúng ta chết oan là sự thật không còn gì để tranh cãi nữa Tối hôm qua loạn hết lên như vậy Có thể là giả hay sao Tôi chỉ là thương cho ba mà thôi Tuổi tác đã lớn như vậy còn không thể ăn giấc giấy mồ. Thi thể còn bị kéo đi kiểm tra Các người không đau lòng hay sao So với đau lòng Tôi càng hy vọng ba có thể nhắm mắt mà chết Những kẻ hại ba tôi Ai cũng đừng mong được sống tốt Điều này cũng đúng Cái gì cũng không quan trọng được bằng chân tướng Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ đáng chết đó Tiếp tục nhân nhiên ngoài vòng pháp luật được đang nói chuyện liền thấy ngoài cửa lớn đột nhiên có một cô gái tóc dài tiến vào cô âm trầm đứng ở cửa một khuôn mặt nhợt nhạt âm lãnh ruỗi dài cổ đôi mắt đen tối như mực lộc cộc xoay loạn cả lên thoạt nhìn khát máu lại âm lãnh cực kỳ dọa người mấy anh em nhà họ dư sửng sốt một chút nghĩ người nọ có đi nhầm chỗ hay không sau đó liền thấy cô gái tóc dài âm trầm kia đối mặt với một khoảng trống không cười một cái từ ngoài phòng đi vào Bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài một đường âm trầm từ bên ngoài đi vào phòng trong, đi qua sân, trực tiếp vào nhà chính, đứng trước giàn tế, chỉ thấy một cái đùi gà trên giàn tế. Trước kia ông Dư yêu nhất là đùi gà, cho nên lúc hiến tế cũng không quên tế một đống đùi gà lớn. Bay lên, trực tiếp bay đến trước mặt cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài duỗi tay ra, đùi gà lên trực tiếp đưa đến trong tay cô. Sau đó bọn họ mở mắt trừng trừng, nhìn cô gái tóc dài nghe ra cái miệng lớn, nhầm một ngụm, xé một khối thịt đùi gà, nhai nhóc nhá nhóc nhép. Rõ ràng là hình ảnh rất bình thường, nhưng giờ phút này nhìn tới liền cảm thấy âm trầm lại còn máu me. Mấy anh em nhà họ dư lúc này lạnh run ôm lấy nhau thành một khối, nói Cô gái tóc dài này có phải chính là vị khách quý tịnh hành tiểu sư phụ nói hay không vậy? Không, không, không biết nữa. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy đùi gà bay lên, các người có nhìn thấy không? Hình như là nhìn thấy chứ. Đó là ba sao? Cái này cũng khó nói. Cô gái tóc dài kia nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Đứng ở cửa một lát liền đi thẳng vào nhà chính. Như thể có người dẫn đường vậy. Con lấy đùi gà trên giàn tế ăn. Nếu là người khác bọn họ có thể xông vào liều mạng đuổi cô đi. Nhưng cô gái tóc dài kia khi chất thật sự rất quỷ dị. Uống chi đùi gà còn đang bay. Bọn họ lại dám tùy tiện đi lên hay sao? Đương nhiên không dám rồi. Chỉ trong chốc lát. Ngay khi mấy anh em nhà họ dư khiếp sợ không thôi. Lại không biết nên làm cái gì liền thấy ngoài cửa lại có một người đi tới lần này là một vị tiểu hòa thượng chỉ là chân què chán còn bọc băng gạc à gì đà phật thiện tai thiện tai nghe nói phụ thân thí chủ mất bần tăng đặc biệt đến đây niệm kinh cầu phúc cái này có phải trước hết nên vì chính mình mà cầu chút phúc tương đối có sức thuyết phục hơn hay không đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy cũng không thể nói ra vẫn là quy củ mời tiểu hòa thượng vào phòng Tiểu hòa thượng cũng không cùng bọn họ khách khí, khập khả khập khiễng đi vào phòng chính, khiến mấy anh em nhà họ dư lại hai mặt nhìn nhau. Chân Độ đi vào nhà chính, còn có chút ngoài ý muốn. Nữ thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố phi âm đang gặm đến cái đùi gà thứ hai, quay đầu lại xem xét một cái. Ánh mắt tối đen không có tiêu cự nhìn chân Độ. Chân Độ phía sau còn có ba anh em nhà họ dư. Lúc này bọn họ cũng đang kinh nghi không thôi nhìn chăm chăm cô. Chỉ thấy cô gái tóc dài này nhìn bọn họ cười u ám một tiếng, miệng dùng sức lại xé một miếng thịt lớn từ trên đùi gà. Bọn họ nhìn mà đùi cũng tê dần, đùi về phía sau hai bước. Chân độ mắt nhìn đùi gà trong tay nữ thí chủ tóc dài. Đùi gà này được hầm lên thơm ngào ngạt, màu sắc còn rất bắt mắt. Thoạt nhìn rất gây cảm giác thèm ăn. Chân độ nói, thí chủ, hóa ra cô cũng là vì ông dư mà đến, tôi cũng vậy. Cố phi âm lắc đầu nói, không phải mà tôi là tới ăn cơm tiểu dư nói mời tôi ăn cơm tôi ăn xong liền sẽ đi đây là có ý gì tiểu dư nói mời ăn cơm chẳng lẽ tiểu dư trong miệng cô gái tóc dài này chính là cha của bọn họ dư lão tam nghĩ tới cung tư tư từng nói cô ta nhìn thấy một cô gái tóc dài ở bên ngoài phòng cứ nhìn cô ta chằm chằm nói có quỷ lúc ấy ông còn không để ý nói là cung tư tư nhìn hoa mắt Bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ, cùng tư tư nói tới cô gái tóc dài kia chính là cái vị ở trước mặt này. Dư lão tam lúc này liền kích động lên tiếng, "Này, à vị à, à đại sư, có phải ngài có thể nhìn thấy ba tôi hay không? Ba tôi còn ở nhà sao? Ông ấy ở chỗ nào vậy? Cầu ngài giúp tôi, tôi thật sự muốn gặp mặt ba tôi." Nói đến mức ánh mắt cũng đỏ lên, ông thật sự không thể an tâm được, cho dù các anh không trách, nhưng ba của ông rốt cuộc vẫn là vì ông nên mới chết cùng từ từ cũng là do ông mang về. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Ai biết ông vừa nói rất lời, cô gái tóc dài liền nhìn ông cứng nhắc nói. Ông ấy nói ông ấy không muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu liền tức giận. Dư lão tam trẻ môi, lần này là khóc thật, còn gào lên, khuyên nhủ thế nào cũng không ngừng lại. Dư đại gia cùng đám cô hồn dã quỷ ở một bên cứng đờ mặt. Cố phi âm nhìn ông Dư. Tiểu Dư, ông cũng thật là nhẫn tâm, còn không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi rồi cậu ta đừng khóc nữa cho dù ông dư có dỗ dành thì làm sao dư lão tam có thể nghe thấy được hơn nữa ông dư cũng không phải có ý như vậy ông chỉ là không quen nhìn thằng con nhỏ nhà mình khóc lóc kể lề dài dòng như vậy mà thôi đã nói không có việc gì rồi lại còn cứ xin lỗi mãi nếu nói đúng ra dư lão tam còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào phụ thân chết lại còn là thê tử phản bội chính mình rồi hại chết cả phụ thân Chuyện này cho dù xảy ra trên người kẻ khác Còn không chịu đựng nổi nữa là Cho nên ông Dư chỉ mong con trai có thể nghĩ thoáng ra một chút Ngày tháng sau này còn phải sống nữa kìa Hiện tại thì tốt rồi Một câu nói của cô quái tóc dài Nói đến ông ta liền khóc úm lên Cái này trong nhà chính đúng rất là náo nhiệt Đám cô hồn dã quỷ thì thầm nói không ngừng Dư lão tam còn đang khóc ngất Dư lão đại cùng dư lão nhị ở bên cạnh khuyên đừng khóc nữa cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà gặm đến hàng say khoan khoái răng cửa khuyết mất cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn thịt chân độ nhìn cả căn phòng dứt khoát vén lên áo tăng ngồi xuống đất niệm địa tàng kinh đúng vào lúc này tịnh hành cùng tịnh không ra ngoài trong chốc lát cũng trở về trong đống lộn xộn này tịnh hành vừa liếc qua liền nhìn thấy cô gái tóc dài đang gặm đùi gà đám tịnh hành liếc mắt một cái đã thấy cô gái tóc dài bởi vì trong số những người ở đây Cô là nổi bật nhất Dù sao thì dưới tình huống như vậy Có thể mặt không đổi sắc gặm đùi gà Đúng là thế gian hiếm có Lúc này thật sự là có hơi choáng váng Một phòng người quỷ lẫn lộn Người khóc cứ khóc Kẻ niệm kinh cứ niệm kinh Còn có hơn 10 cái mồm cứ nói đi nói lại Bầu trời như lơ lửng trên mặt đất Khỏi phải nói Hình ảnh này đúng là cực kỳ xuất sắc Tịnh không nói Sao lại thế này Đây là Tịnh hành lắc đầu không biết, sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? làm chuyện chúng ta nên làm. nói thế này thì khác gì chưa nói. hai sư huynh đệ tịnh hành và tịnh không sau khi vào phòng mới biết, sở dĩ mọi người nháo loạn thành dáng vẻ quỷ quái này, tất cả là do một câu của cô gái tóc dài. một câu nói của cô làm dư lão tam lập tức sụp đổ, nên những người này mới ở đây khóc đến kinh thiên động địa, tê tập liệt phế tới vậy. Dư lão tam thấy tịnh hành và tịnh không trở về Lại càng kích động hơn Nhà qua hỏi tiểu sư phụ tịnh hành Tiểu sư phụ Không phải cậu nói ba tôi đã tha thứ cho tôi rồi Không còn hận tôi nữa sao Nhưng cô ấy lại nói ba tôi không muốn thấy tôi Vừa thấy đã phiền Tôi có lỗi với ba tôi Tôi thực sự có lỗi với ông ấy Tịnh hành trầm mặc nhìn về phía cô gái tóc dài Cô gái tóc dài còn rất là tán thành gật đầu Y muốn nói là Đúng như vậy Nói không sai đâu Dư lão tam càng khóc lớn hơn Dư lão nhị bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên can Cậu chỉ biết khóc 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 thành ra vậy ai mà ưa cho nổi Ba nhìn thấy cũng không chịu nổi đâu Mau đi nghỉ ngơi đi Dư lão đại nói Đúng vậy lão tam Cậu đừng khóc nữa Lời tiểu sư phụ tịnh hành nói chắc chắn là thật Còn người này Hắn cẩn thận nhìn cô gái tóc dài Lời cô ta nói chưa chắc đã là thật lòng À không Chúng ta còn chẳng biết cô ta là ai Dư lão tam nói Nhưng vừa rồi rõ ràng em thấy có một cái đùi gà bay đến tay cô ấy Chắc chắn là ba mình đưa cho cô ấy mà Như vậy chẳng lẽ còn là giả hay sao Dư lão đại bị hỏi đến nghẹn họng Chuyện đùi gà bay trên trời hắn cũng chứng kiến Từ đã Đùi gà gì bay trên trời Tịnh hành hắn không nhịn được Nhìn cô gái tóc dài và mấy cô hồn dã quỷ Tay cầm đùi gà đứng sau lưng cô và ông cụ dư lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ vô tội nhìn hắn dáng vẻ ngoan ngoãn tiểu sư phụ cậu đừng hiểu lầm không phải tôi đâu tôi không làm cho trẻ con đi lấy đùi gà ấy cũng không phải tôi tôi tuy là quỷ nhưng mà đùi gà thì tôi không lấy được ừm um, có thể là đùi gà sai rồi hắn yên lặng chuyển tầm mắt dư lão ta vẫn còn khổ sở nói tôi biết Đại ca, nhị ca tuy nói là không hận tôi Nói chuyện bà tôi chết không liên quan gì đến tôi Nhưng trong lòng các anh ấy vẫn là giận tôi Giận tôi mắt mù cưới một người phụ nữ độc ác hại chết ba Là tại tôi, tất cả là tại tôi sai, là tôi sai Dư lão đại và dư lão nhị liếc nhau Và đặc dĩ thở dài Bọn họ thật sự không phải giận cho đánh mèo với lão tam Dù sao thì cung tư tư cũng là vợ lão tam Có chút khó chịu với cậu ta là đương nhiên nhưng khó chịu thì khó chịu Dù sao bọn họ cũng là anh em ruột thịt Tình cảm máu mù ruột già mấy chục năm Đâu thể nói rất là rất được Quán giận lẫn nhau thì phát tiết đánh nhau một trận xong Rồi thì vẫn là anh em Anh em làm sao mà thù ra cho được Nói tới nói lui Đến lúc nói xong thì cả đôi mắt dư lão đại Và dư lão nhị cũng bắt đầu đỏ hồng rơm rớm nước mắt đại, đại ca sao anh cũng khóc rồi Tao không khóc Là cắt bay vào mắt thôi được rồi, được rồi, tất cả cũng không khóc, để người ta lại chê cười. Còn nói tao nữa, mày nín khóc trước đã. Như vậy cũng tốt. Cô phi âm không đánh mà thắng, lập tức làm ba người đàn ông to lớn khóc rừng rức. Ba anh em dư ra ôm nhau khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc đúng thật là rung trời, tí nữa thì bật cả nóc nhà. Ông cụ dư mặt mũi vừa trắng vừa xanh, nhìn về phía cô gái tóc dài, Nhóm cô hồn dã quỷ nhìn mấy người lăn lóc trên mặt đất, lại nhìn ông cụ dư, rồi lại quay sang nhìn sư phụ tịnh hành. Tịnh hành nhìn cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài véo đùi gà, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn về phía hắn. Vừa như là đang nhìn hắn, lại vừa như không phải đang nhìn hắn. Cặp mặt đèn lái sạch sẽ, như bầu trời đêm thuần túy không có bóng trăng sao. Lúc này cô véo từng miếng từng miếng đùi gà cho vào miệng, dáng vẻ rất mãn nguyện. Tuy rằng đôi mắt có vẻ không tốt lắm nhưng lỗ tai lại rất thính. Còn nói, tiểu dư ông còn ngây ngốc ra đấy làm gì? Sao tự nhiên hai người đó lại khóc thế? Còn khóc đến mức kinh thiên động địa như vậy? Sao không khuyên một chút? Tiểu dư ép cặp xuống, trợn mắt nhìn cô gái tóc dài đen. Đáng tiếc. Cho dù bọn họ có khóc thế nào thì ông cụ dư cũng không hiện thân cho bọn họ gặp lấy một lần đôi mắt ba anh em dư ra đều sưng múp khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc tuy rằng không thấy cha mình nhưng tốt xấu gì cũng đã hóa giải được một ít khúc mắc trong lòng lúc trước bọn họ vẫn luôn nín nhịn bây giờ khóc ra được rồi những buồn bực bất mãn đè nặng trong lòng cũng theo đó phát tiết ra hết trong lòng dễ chịu hơn hẳn ngay cả chút bất mãn lúc trước của giữ lão đại và lão nhị đối với lão tam cũng nhạt đi nói cho cùng thì người thống khổ nhất vẫn là lão tam chuyện đã xảy ra rồi cho dù của oán hận cũng đâu giải quyết được gì Bàn cơm trưa cực kỳ phong phú, ngoại trừ thịt cá. Cả nhà họ dư còn đặc biệt làm cho tiểu hòa thượng đồ chay thanh đạm. Bọn họ nghĩ đại sư và khách quý đến nhà đều không thể sơ xuất. Thấy cũng đến giờ ăn trưa, nên mỗi người mắt vẫn còn đỏ, nhưng vẫn ngồi xuống bếp, bưng đồ ăn lên bàn. Đây là cái bàn tròn lớn đủ cho 10 người ngồi. Bây giờ cô gái tóc dài đã yên vị ngồi một chỗ. Bọn họ tròn mắt nhìn cô gái tóc dài Nghênh ngang ngồi ở đó. Trong tay cầm bát đũa ăn xì sụp không ngừng. Bọn họ định lân la làm quen hỏi thử xem Còn chuyện gì về cha họ không Thật ra bọn họ cũng muốn ngồi Nhưng mỗi lần thử ngồi xuống Đều có cảm giác sau lưng lạnh lạnh Cô gái tóc dài luôn lễ phép nói với bọn họ Thật ngại quá Chỗ này có quỷ ngồi rồi Thử liên tục năm sáu chỗ mới ngồi được xuống một chỗ ở đầu Nhưng mà lúc ngồi xuống thì Trong lòng vẫn ngờ vực không thôi Nhỏ giọng thì thầm Trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ chứ Đều là bạn bè của cha họ sao Đúng vậy nha, Bọn họ đều là bạn bè của Tiểu Dư. Tiểu Dư mời chúng tôi tới cùng uống rượu. Cô gái tóc dài, nhìn chăm chăm bọn hắn, tét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn có vẻ vô cùng sắc bén, giống như là chỉ cần cắn một cái là có thể đứt đầu bọn hắn. Cho dù đây là khách quý của cha mình, nhưng bọn họ vẫn không nhìn được mà run dày trong lòng. Chờ mang hết đồ ăn lên bàn, mặn cố phi âm không tiện gấp đồ ăn. Đương nhiên, Cô cũng không ngốc đến mức miễn cưỡng bản thân, khoe tài, khoe sức gì. Cô thành khẩn cầu xin anh bạn nhỏ trên bàn trợ giúp. Tiểu dư, trên bàn có những món gì thế? Nói cho tôi nghe với. Mắt tôi không nhìn rõ. Um, một chút măng xào thịt bò đi. Hay là khoai tây chiên cũng được. Cảm ơn nha. Tiểu dư, làm ơn lấy tội. Tôi bắt canh gà. Tôi muốn uống một chút cho ấm bụng. Tiểu dư, ngậm một miếng cá hấp đi. Cá này ăn ngon thật đấy. Tiểu dư, không ngờ rượu của ông lại nhiều như vậy. Ha, ngon quá Ba anh em dư ra mắt chữ A mồm chữ O Nhìn gà vịt thịt cá bay tới bay lui khắp bàn Cô gái tóc dài không hề khách khí Ăn đến miệng mỡ bóng nhảy Cô vừa nói muốn ăn gì thì thứ đó lập tức bay từ đầu bàn bên kia vào bát cô Đặc biệt sau lưng cô còn bày ra một cỗ quan tài âm khí dày đặc Nhìn qua càng quỷ dị đáng sợ Càng quỷ dị hơn là Lúc này tránh ngược với dáng vẻ thích thú hưởng thụ của cô gái tóc dài Bà tiểu sư phụ ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ ăn cơm chay, một miếng cơm, một miếng rau, ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không có. Họ không nhịn được che mắt, cảnh tượng này giống như là bọn họ cố ý vậy, cố ý đối đãi khác nhau. Một bên hào phóng với cô gái tóc dài đen, một bên lại keo kiệt với tiểu sư phụ. Bà anh em dư già, lão đại, hít vào một hơi, giọng nói còn mang theo âm mũi, hơi dùng mình nói. Tào ừ, tao có cảm giác sách vở trước đây đều sai toét Thế giới này vốn không hề khoa học Dư lão nhị ư ư gật đầu Không sai, không khoa học tí nào Dư lão tam trước đôi mắt sương đỏ Gương mặt ngâm đen tràn đầy nghi hoặc Miếng thịt kho tàu đang bay kia Là ba chúng ta gấp sau Ba thận vất vả Ba anh em nói chuyện đã cố ý thì thầm Nhưng nhóm quỷ rất thính tai Vừa nghe thấy liền bật cười Lão dư, đám nhóc nhà ông rất đáng yêu nha chỉ là thích khóc Khóc đến mức đầu tôi cũng muốn phình ra luôn rồi Wow, thịt kho tàu này thơm thật Các người mau nếm thử đi Đâu đâu, tôi cũng muốn ăn Tịnh không ôm bát Vẫn không nhịn được nhìn về phía nữ thí chủ tóc dài Vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên nhìn cô thật lâu Sư huynh Nữ thí chủ tóc dài kia là ai Cô ấy vừa có thể thấy quỷ Lại có thể không hề có gì khó khăn Mà ngồi chung bàn ăn với quỷ Chuyện này đúng là kinh ngạc Tịnh hành liếc mắt nhìn đúng lúc thấy ông cụ dư gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cô gái tóc dài sắc mặt hắn thản nhiên nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng lại ăn một miếng rau xanh ăn cơm đi đừng nói nhiều tịnh không xấu hổ sờ mũi và mấy miếng cơm rồi nhìn chân độ vẫn nghiêm túc ăn cơm không nhìn được nói chân độ sơ huynh huynh không cảm thấy kỳ lạ sao chân độ lúc này đang nghiêm túc ăn cơm không dám qua loa chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại bị sặc nhưng mà thực sự cơm với rau này rất dễ ăn có muối có mùi lại còn nóng hổi hắn có thể ăn một mạch ba bát lớn nghe thấy tịnh không hỏi vậy thì tranh thủ nói thật cẩn thận kỳ lạ gì có gì lạ tịnh không nói chính là nữ thí chủ kỳ quái kia với đám quỷ đói em chưa từng nghe nói người và quỷ có thể ở cùng một chỗ như vậy cô ấy có vẻ không sợ gì cả lá gan cũng lớn thật chân độ nhìn nữ thí chủ đang ăn cơm lại nhìn cả bàn toàn tiểu quỷ hình thù kỳ quái rất tán thành nói ừ, um, Cảnh tượng thế này tôi cũng mới thấy lần đầu Tịnh không cứ như là gặp được tri kỷ Nhỏ giọng nói Đúng không đúng không Em nói rất là kỳ quái rồi mà Là người thế nào mới không sợ quỷ Còn có thể ngồi cùng ăn cơm với chúng nó chứ Chân độ lại và miếng cơm Muốn nói tuy có hơi quỷ quái khủng bố Nhưng quỷ cũng giống người Có tốt có xấu Có tính cách mà mình ưa thích chỉ cần chơi thân thì tự nhiên có thể chung sống hòa bình Mà nữ thí chủ tóc dài có vẻ như chờ rất thân với đám quỷ Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên ít hầu nghẹn lại Một miếng cơm mắc ở cổ họng Nửa ngày cũng không trôi xuống được Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt Bát đũa dầm một tiếng rơi hết xuống đất Tịnh không và tịnh hành khiếp sợ Vội nhìn về phía chân độ Lúc này mới phát hiện hắn bị nghẹn cơm Ngày hôm qua chân độ đến chùa Bạch Ngọc Bọn họ cũng nghe nói số mệnh chân độ kỳ quái đường đời nhiều trông gai, bị thần xui xẻo bám vào người. Từ nhỏ đến lớn không biết đã phải trải qua bao nhiêu tai ương vất vả. Không ngờ hắn ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể tự làm mình nghẹn chết. Ba anh em dư ra nghe được động tính vội chạy qua xem, hỏi làm sao vậy, sao lại thế này, bệnh cũ tái phát hay là bệnh mới tự nhiên đột phát. Cái gì, nghẹn cơm, sao lại nghẹn chứ, mà gọi điện thoại cho bác sĩ đến đây ngay, muốn uống một ngụm nước cho trôi cơm không. Nghẹn đến đỏ cả mặt rồi uống nước sẽ sạc mất. Lúc trước không phải có phương pháp cấp cứu khẩn cấp sao Mau thử xem sao Phương pháp cấp cứu gì chứ tôi có biết đâu Chân đồ bị nghẹn đến trợn cả mắt Đã nói lúc ăn cơm không thể nói chuyện Không thể nghĩ đâu nghĩ tay Càng không thể nhìn ngang ngó dọc Chân trong chân ngoài rồi mà Bằng không chết thế nào cũng không biết đấy Cô phi âm nghe tiếng cũng sang xem Cô chống gậy gỗ Vườn cổ ngó nghiêng mấy lần Mấy cô hồn dã quỷ đang uống rượu Cũng tới xem náo nhiệt Vội vàng hỏi tiểu sư phụ làm sao vậy Bị nghẹn cơm hay sao Hai mắt trần độ biến thành màu đen Không nói được chữ nào Tịnh không sợ tới mức ngây ngốc tại chỗ Căn bản không biết nên làm gì Tịnh hành đứng dậy vỗ lưng trần độ Hy vọng có thể làm hắn thở được một chút Ba anh em dư ra lúng cuống gọi điện thoại Lấy nước gấp gáp đến xoay vòng tròn Cố vi âm thấy đây cũng không phải cách hay Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ Lôi tay một cô hồn dã quỷ nói Màu giúp đỡ Thò tay vào họng hắn mòi cơm ra đi môi môi ra Ê, Không 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 chuyện này không được Mòi thế nào được cơ chứ Cố phi âm nói Thì thò tay vào họng trực tiếp moi ra Nếu không thì moi thế nào nữa Nhớ lại lúc trước cô ăn cá bị hóc xương Không phải cũng tự mình móc ra hay sao Cái này cũng giống với xương cá thôi mà Cô không móc ra được nhưng quỷ thì khác Chúng không có thực thể Chỉ cần tập trung suy nghĩ Lúc quỷ khí lên cao cũng có thể chạm vào thật thể Chỉ cần đưa tay đến ít hậu rồi tập trung ý niệm vào đầu ngón tay, không phải là được rồi sao? Trần Độ không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ thí chủ tóc dài. Hắn thật sự không muốn bị quỷ mòi cổ họng đâu á. À? Hơn nữa mọi người ở đây đều đang choáng váng, moi ra là động tác gì chứ, lại còn là quỷ mòi. Cô hồn dã quỷ bị cố phi âm giữ chặt không cho bắt chó đi cày, dáng vẻ hơi sợ hãi, đưa tay lên nhưng lại không dám hành động. Ông cụ dư, lo cho chân độ, vội vàng dục nhanh lên nhanh lên, nếu không dám làm thì để ông. Đáng tiếc ông là quỷ mới, muốn chạm vào thật thể vẫn còn rất khó khăn. Hơn nữa lúc nãy ông đã cố sức cầm đùi gà rồi, bây giờ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu quỷ gấp gáp đến bật khóc. Tôi sợ mà, tôi có thể không móc không? Đổi thành tên quỷ khác đi. Không 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 không, tôi cũng không dám làm đâu, quá dọa quỷ rồi. Các người nếu mà không móc thì tiểu sư phụ sẽ nghẹn chết đó. Các người không làm thì để ta. Kẻ cất lời là một quỷ nam. Hắn vén tay áo, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cố vì âm vỗ vai hắn. Cố lên. Đại sư yên tâm, cứ tin ở tôi. Nhóm cô hồn dã quỷ và tiểu dư đều rất khẩn trương. Những đôi mắt xám trắng trừng lớn vườn cổ vào xem. Nhưng mà cũng bởi vì quá nghiêm túc xem. Nên máu mắt chảy dòng dòng nhìn càng thêm âm trầm khủng bố, Tịnh Hành chờ mắt nhìn một tiểu quỷ vươn bàn tay trái tái nhợt cứng đờ ra, tay hắn là hư vô, bóng tay dài đen nhánh trực tiếp xuyên qua mặt Trần Độ, nửa bàn tay đều ở trong mặt hắn, không biết là sợ chỗ nào mà chỉ một lúc sau, Trần Độ ho một tiếng, phun miếng cơm ra, hắn kịch liệt ho khan, cuối cùng thở được lại bình thường, lục tục một lát, không còn sức lực ghé người dựa vào bàn. quá cứu được người rồi. Nhóm cô hồn dã quỷ cao hứng nhảy nhót, lần đầu tiên chúng biết thì ra ngoài bay đi lượn lại mình còn có ích như thế, quá quá oa, thật là lợi hại. hóa ra chúng ta còn có thể moi cơm nhá. đúng vậy, tôi cũng không ngờ mình lại lợi hại tới vậy. về sau có ai bị nghẹn cứ tới tìm tôi. ha, không phải tôi vẫn hay nghe nói mấy đứa trẻ con ăn kẹo ăn đậu phộng bị nghẹn đó sao? nếu không sau này cậu đi bệnh viện làm đi. nếu có việc thì giúp moi ra. như vậy cũng coi như làm việc thiện tích đức. cậu moi mười hai mấy lần tích lũy trong mấy năm. Tích tiểu thành đại có khi sau này đi đầu thai thì được đi cửa sau đó. Ồ, không phải chứ, còn có thể như vậy sao? Từ sau tôi nhàm chán không có việc gì cũng đi bệnh viện giúp người ta móc hỏng, dù sao tôi cũng rảnh mà, cả ngày ngoài việc lượn lờ khắp nơi cũng chẳng có việc gì làm. Mấy cô hồn dã quỷ càng nói càng hang say, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện giúp moi đậu phộng, moi kẹo, moi xương cá, moi cơm giúp mọi người. Cái đầu chọc lóc của Trần độ vùi trong cánh tay, nước mà tủi nhục không nhịn được chảy ra. Ba anh em dư già ngơ ngác, nhìn tiểu sư phụ chân độ bỗng dưng chuyển nguy thành an, cứ như là đóng phim điện ảnh vậy. Ờ ở đây đây là móc ra rồi sao? Ờ ừ, hình như vậy, nhổ cơm ra rồi. Ai moi vậy? Ba chúng ta sao? Dư lão nhị chắp tay trước ngực vái khắp bốn phía, vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Vừa mới dứt lời liền cảm thấy có một luồng gió âm u thổi tới, làm cho bọn họ run lập cập. Lại bày ôm chặt người Như thời vẻ mặt đau khổ Chẳng lẽ bọn họ nói sai gì rồi sao Cố phi âm rất vừa lòng gật đầu Cô biết ý tưởng của mình không sai đâu Cẩn thận nói An từ từ thôi, đừng vội Trong nồi vẫn còn mà, đúng không Ba anh em dư ra liên tục gật đầu Còn còn, trong nồi vẫn còn rất nhiều Tiểu sư phụ nếu không đủ Cứ nói chúng tôi lấy thêm một cái bát cho cậu Trần độ vô lực Không, tôi không vội Ta không vội tí nào hết Cậu ông trời thật là đáng ghét Bữa cơm trưa này vô cùng náo nhiệt Gà bay chó sủa Chân độ vẫn chưa ăn no Bây giờ ôm bát đũa ăn từng miếng thật cẩn thận dáng vẻ kia cứ như ăn kim ăn châm Chỉ sợ sơ ý là nó đâm chảy máu mồm Tịnh không cũng không dám nói chuyện với chân độ nữa Hắn chưa từng thấy ai suối quẩy như vậy Nhận thức hoàn toàn bị thay đổi Ngay cả tịnh hành cũng không nhịn được nhìn chân độ mấy lần Nói Sư phụ tôi đoán mệnh rất chuẩn hay là tôi tìm ông ấy nhờ tính số mệnh cho cậu Có thể ông ấy giúp được cậu Chân độ nói Cảm ơn ý tốt của sư huynh Nhưng mà tôi là được sư phụ nhật từ đống rác về Cũng không biết chính xác sinh thần bát tự Sợ là tính không chuẩn được Tịnh không nói Tôi cũng vậy tôi cũng vậy mà Tôi cũng được sư phụ nhật về Chúng ta giống nhau nhưng mà tôi không xui xẻo như cậu Chân độ khẽ cười Mỗi người đều có số cả Bây giờ tôi còn sống chứng tỏ số tôi chưa dứt được Tịnh Hành nói, "Vậy cậu cẩn thận một chút." Chân độ ừ một tiếng, cái miệng nhỏ tỉ mỉ cẩn thận ăn hết một bát cơm, lần này không sặc nữa, hắn buồn bát đũa thở dài thỏa mãn. Cố Phi Âm cũng ăn đến miệng bóng nhảy non nê, cô cảm thấy không cần ăn cơm tối nữa vẫn đủ sức chạy mấy vòng lên núi, nhóm cô hồn dã quỷ lại càng sung sướng hơn chúng ăn tròn cả bụng một bữa này có thể giúp chúng chống chọi qua ba cái mùa xuân rồi bây giờ ăn xong vẫn còn thừa rất nhiều đương nhiên tất cả đều cảm ơn tiểu dư một con quỷ tốt bụng nhiệt tình lại hiếu khách ông cụ dư trợn mắt liếc mấy người con trai một cái nhìn đến mức khiến bọn họ cảm thấy cả người lạnh lẽo vội ngó trái ngó phải vẻ mặt mừng rỡ nói chẳng lẽ bà họ đang tìm bọn họ sao ông cụ dư thầm mắng mấy tên nhóc ngu ngốc cũng lười nhìn bọn họ thêm Chân Độ đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Phi Âm cười nói Cố thí chủ, cảm ơn cô đã cứu tôi lần nữa Cố Phi Âm gật đầu nói Cảm ơn hắn đi, là hắn giúp cậu móc cơm ra mà Được Cố Phi Âm điểm danh, tên tiểu quỷ kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi Khóe miệng, chân Độ khẽ giật giật, cái đầu chọc lốc, bóng loáng Cảm ơn, tôi sẽ tụng địa tạng kinh cầu phúc cho anh Địa tạng kính sắc mặt tiểu quỷ trắng bạch trời biết hắn sợ nhất là hòa thượng tụng kinh chuyện này thì thôi đi hắn không muốn bị siêu độ một tí nào hết ở đây nghe hòa thượng tụng kinh thì thà đến bệnh viện móc họng còn hơn tịnh hành và tịnh không cũng đi tới nhìn cô gái tóc dài đeo cặp kính đen đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu cự trên gương mặt trắng xanh còn có vẻ lạnh lẽo âm trầm hắn nói với ba anh em dư gia các anh đã có quý nhân giúp đỡ chúng tôi đi về trước đây Bọn họ tới đây là để siêu độ ông cụ dư, sợ ông ấy bị oán hận trong lòng mà lầm đường lạc lối biến thành ác quỷ. Nhưng mà bây giờ ông cụ dư đã gặp được quý nhân số định, đại thù được giải quyết nên không cần bọn họ làm gì thừa thãi nữa. Ba anh em dư ra vừa nghe nói tiểu sư phụ phải đi thì trong lòng hơi hoảng hốt. Dù sao nhiều quỷ như vậy mà không có đại sư bên cạnh, chấn áp thì đúng là đáng sợ. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, còn tiễn người ra đến tận cửa. Cô phi âm và ba tiểu hòa thượng cùng đường, cô cũng muốn lên núi ngọn núi đó vừa hay là chỗ chùa bạch ngọc cho nên đi cùng bọn họ luôn tịnh hành đi phía sau nhìn cô gái tóc dài túm một con tiểu quỷ chống gậy gỗ đi chậm gì gì dáng vẻ của cô hình như rất thích trí chắc là được ăn no nên cả người có vẻ rất nhàn nhã thoải mái hắn cúi đầu nhíu mày lại nghe thấy một tiếng kêu a à, a à. hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chân độ quỳ dạp trên mặt đất Tịnh không vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy hắn Miệng nói chân độ sư huynh Anh không có việc gì chứ Ngón tay chân độ giật giật À hắn còn sống Họ trang quay đầu liếc nhìn một cái Cúi đầu he he cười trộm Cố phi âm cũng quay đầu nhìn Bắt đầu vì mười tệ của mình mà cảm thấy lo lắng Lúc cố phi âm đi đến chân núi Thì vẫy tay chào mấy tiểu hòa thượng Dẫm lên người họ trang bay lên núi Để lại ba tiểu hòa thượng trợn mắt há mồm Tịnh không Có phải vừa rồi em hoa mắt không Họ Trang cười một tiếng Ngạc nhiên cái gì chứ Hừ, Chưa từng gặp quỷ biết bay sao Bọn họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài Dẫm lên người tiểu quỷ dần bay xa Lần đầu tiên phát hiện Hóa ra quỷ còn có nhiều tác dụng như thế Nhưng mà cô phi âm mới lên núi Chưa được bao lâu Thì có một tiểu quỷ hoảng hốt lo sợ chạy tới tìm Nói là ông cụ dư bị bắt đi rồi Cô phi âm sửng sốt Tiểu dư bị bắt Là hòa thượng đạo sĩ nào tới bắt sao không phải, chính là tên lị quỷ thích kéo bẻ kéo cánh mà tôi nói lúc trước đấy. Năm nay hắn ta không cướp được tiền giấy, ngay cả miếng thịt cũng không được ăn. Hôm nay bọn tôi đang ở nhà ông cụ dư ăn tối, thì tự nhiên có hơn 10 con quỷ đến kéo ông cụ dư đi mất. Chúng tôi đuổi theo không kịp. Những con quỷ đó còn nói là vì ông cụ dư ăn cơm uống rượu không mời chúng, có phải là khinh thường đại ca của chúng hay không? Làm như vậy là không cho đại ca chúng mất mũi, còn nói phạm vi mấy chục dặm xung quanh đây đều là địa bàn của đại ca chúng. Ông cụ dư tình nguyện mời đám quỷ không theo đại ca chúng mà lại không mời đại ca, như vậy là chủ động tuyên chiến với chúng. Cho nên chúng tới tìm ông cụ dư nói chuyện phải quấy, phải đòi lại công bằng cho chúng. Ông cụ dư bị chúng bắt đi chắc chắn sẽ bị đánh. Đại sư, chúng tôi không đánh lại chúng được, chỉ có thể tới tìm cô giúp đỡ Cô phi âm không ngờ còn có chuyện như vậy Tên đại ca gì kia Đúng là quá đáng Người ta uống rượu không mời mình thì sao Lại còn dám ỉ đông hiếp yếu bắt nạt anh bạn nhỏ Đương nhiên là phải đi rồi Phải cứu anh bạn nhỏ về Những tiểu quỷ đó cũng phải bắt bán lấy tiền Đúng lúc cô đang nghèo rất mùng tơi Lần này đi công tác tiền xe tiền nghỉ chân Vẫn chưa kiếm về được đâu Các người ai biết đường Dẫn tôi qua đó Tôi 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 biết Đại sư tôi đưa cô đi Họ chàng kích động không ngừng Wow, tự nhiên có quỷ gọi cô gái tóc dài Đen đi rồi Đây chính là cơ hội của hắn Hắn nhất định phải nhân cơ hội này bỏ trốn mới được Hết tập 24 Chuyện gì sẽ xảy ra với ông cụ dư Và tóc đen dài có kịp đến để giải cứu cho ông hay không Và nhân cơ hội này thì à, Trang đại vương của chúng ta Có thành công trốn thoát khỏi cô gái tóc đen dài hay không Mời các bạn đón nghe tập 25 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.